Rồi, con ra con ngắm đường ngắm phố này. Các cô có chim vía con không? Con yêu lắm rồi. Đấy. Ổ lắm mọi người ạ. À. Giữa trưa cũng bắt ra đường, mưa cũng ra đường, bão cũng ra đường. Thế rồi lấy gì mà ăn đây, không ngon làm ăn gì à? Chị về bán hàng cho mẹ nào. Thôi cho mẹ đổ ra thế. Ôi bố mày thì phá hoại thôi. Không làm được cái việc gì. Bảo là lấy túi ra đóng hàng thì đi đổ ra thế này à? Thôi thế thôi con ơi. Thôi hỏng rồi. Thôi thôi, ông bán hết đống rồi đi. Thế bây giờ là con ngồi đây con bán đi nào. Ai mua dạ dày không? Mua cho bố con nhà xong đi à. Đây con ngồi con bán rong các cô ạ. Đây bố con nó không được cái việc gì cả. Bảo đi đóng hàng cho khách thì mang ra đổ mẹ ra ngoài hiên rồi. Đấy, ông ơi, ông nhỏ ơi, đây này ông nhỏ ơi. Chắc ơi. Các cô các bác ơi, đây là sản phẩm An Dạ Hitoti của nhà Sóc nha. Một hộp này là 20 gói, uống được 10 ngày. Và cái này á, nó chiết xuất từ thảo dược cho nên uống rất là an toàn. Đặc biệt là các cô các bác nào bị đau dạ dày này, chảy máu dạ dày này, loét dạ dày này, HP dạ dày này và bị trào ngược dạ dày. Những người nào mà bị ví dụ như là rối loạn tiêu hóa này, đi phân sống này, đau hang vị, đau đại tràng uống cực kỳ hiệu quả luôn. Một hộp này bên em bán có 350.000 thôi. Đấy, con bây giờ là bố con nào mà đổ ra đây rồi. Con bây giờ là từ giờ tối con ngồi đây, ai đi qua là con mời cho mẹ. Ai mua dạ dày không? Và mua cho Sóc khi nào? 350 một hộp các cô các bác nhá. Nếu mà các cô các bác nào mà đau dạ dày, loét dạ dày do uống rượu bia nhiều, uống cực kỳ hiệu quả luôn. Đặc biệt là bị ợ nóng, ợ hơi, ợ chua, chướng bụng, đầy hơi, cực kỳ hiệu quả luôn. Và cái này nó bằng thảo dược rất là tốt nhá. Rất là tốt và an toàn, không có tác dụng phụ đâu ạ. À. Đấy. Hai bố con mày nhá, từ giờ đến tối là ngồi ở đây bán hết cái đống này cho mẹ đi. Hôm nay là đến tiền đến ngày mua chữa rồi đấy. Mỗi một lần là một thùng chữa ba hộp đấy. Trốn kiếm nhắn này. Ok các bác. Ok các bác mua các bác nhắn tin cho con nha.